네. 그 시장 찍었어. 아, 얘네 하. 집 hai cái luôn hả? Chụp hai cái rồi cắt rồi mở. Vậy nữa hả? Ừ. Con chào cô chú đi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào những nam, xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Hôm nay là ăn thịt sống. Cái gì mà thịt sống vậy? Cái này người ta nấu chín mà nó sống, cái này là cái sách bò à? Hôm nay bò. Mình ăn sách bò hầm cả nhà với này bắp bò. Bắp bò hầm. Hôm nay ăn cái món mới nha. Cái này mình hầm với lại củ cải trắng cho nó ngọt nước á. Rồi thắng tỏi với lại ớt bỏ vô. Hôm nay Bi nó đòi ăn cái này là cái gì đây? Con cái nào ta? Nấm. Nấm à, nấm. Nấm chứ mà không nhớ luôn. Ừ. Đây. Bỏ ra hôm nay ăn món mới nha. Nấm kim châm. Coi chừng nóng đó con. Con ăn thịt đi. Rồi mẹ làm cái này cho. Con làm cái này ăn chứ. Này hành tây, ý hành hành lá. Nhúng với lại cái này là bạc hà. Lá bạc hà, húng lũi đó cả nhà. Chuẩn bị nắm ăn được rồi. Ừ, nhúng ít ăn nha. Ừ, không không, này chưa ăn được, con ăn thịt trước đi. Cái này để ăn chút nữa nó sôi nó mới chín được. Con ăn thịt trước đi, nè. Nè, ăn bắp bò đi, đó. Bự quá bể. Con gấp nó nhỏ đi. Cái này ngon không? Ừ, ngon, ngon lắm. Con ăn thử nha nè. Ừ mà à, không ngon sao? Sao ngon trời. Ăn còn ngọt cả nhà nhà cô chú. Mày ăn món này lạ lạ nha. Cái này nhúng 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 rồi nè. Rồi ăn của mình cả nhà ơi. Cái này là xếp bò mình mua nguyên một tiếng mấy đó cả nhà, một cái bự vậy luôn. Ừ, ăn là được. Ừ. Rau hành thử đi. Cái này con biến mà không thích. Ăn đi, nó mềm eo luôn. Mềm ngon lắm. Cái này ta phải lấy ra này. Thơm. Đó cả cả. Wow. Còn cái này ăn thử mình nữa. Cái nước nó ngon quá trời ngon. Nhúng cái lá bạc hà vô ăn nó thơm quá cả nhà ơi, ngon quá. Lần đầu tiên nấu nó lạ lạ miệng. Ngon bắp bia. Ngon ha. Nấm với cái này. Lốt ăn là nồng. Cái sách bọ mình phải đi chợ mua coi nè. Sư Kỳ cũng có bán nha. Nấm. Nấm. Được không? Cải nè luôn. Được không? Đó mẹ nói nè. Trời ơi, cái này là bự hơn nè. Hít nè nè. Con trứng này là con ăn giỏi được. Ừ. Tại ở Hàn Quốc á, ăn cái đũa bằng inox á cả nhà. Gấp bún hay là cái gì mà trơn trơn á là khó gấp. Cái bạc hà này nó thơm dã man luôn. Khoan ăn rau đi. Ăn hành lá đi. Ở bên đây hầm thịt hay nào hầm xương hay giống như là lấy nước dùng ở cả nhà là ta hay hầm củ cải trắng, tại vì cái củ cải trắng nó ngọt nước, nó không có nhẫn nhẫn nha, củ cải trắng bên đây nó ngọt.
Để con xin mẹ để nha. Học bà. Học coi chút xíu. Cái này mà có lá thì là ha, bỏ vô cũng ngon. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì mình không thấy bán lá thì là cả nhà. Có người Việt Nam mình bán thôi. Nhưng mà chê chua mình không thấy. Văn nào quá à. Sao con làm văn vậy? Tại con làm nhiều. Đây nè. Củ cải trắng ngon quá mẹ. Củ cải trắng hả? Con là không thích củ cải trắng hả? Thế vậy? Không ngon. Mẹ là ngon mà con là không thích ngon. Nè, ăn thịt vô. Ừ. Con là không ăn thịt. Bậy. Săn nấm không vậy trời. Ăn thịt vô. Trứng này con ăn hết rồi rồi. Mẹ là ăn gì hoài nhất của chú. Rồi con là trứng mẹ ăn kem. Đây con là nói chuyện hoài với ca. Rồi xin chào rồi con. Tắt nha cô chú. Là Nhi nha cô chú. Bye bye. Đi lấy kem mà bye bye. Mùa hè ăn ăn lẩu là phải bắt máy lạnh. Bắt máy lạnh mà nó nóng gì nè. Cái món lẩu thì phải ăn mùa đông ha. Cái này không kêu, không phải kêu bằng lẩu, kêu bằng gì ta? Hầm đi. Mình thấy cái món này á à, ở Trung Quốc nấu thôi nha. Người ta bỏ cái bạc à vô vậy nè. Xong rồi thấy nó ngộ ngộ là lạ. Xong rồi tập nấu theo. Mà nấu cái này thì bỏ cái này nữa nè. Hoa hồi nè. Nhưng mà ngon. Tập theo mà ngon nè. Thấy kiểu như là nó thơm, nó hợp, nó thơm. Cái này mở ra nha. Cái này là, nhưng mà cái này là nói là cái này xé cái này hoài nó được. Hồi nãy con ăn cơm với gì? Ăn cơm với canh kim chi. Ừ. Chịu ăn cơm rồi đó nè. Ăn với canh kim chi. Bị nó khoái canh kim chi. Nấu canh kim chi là ăn một chén cơm bự luôn. Sao biết thích canh kim chi vậy? Vâng. Trời ơi, trời ơi. Ông thích kim chi. Con trả lời chóng chóng vậy biết. Con thích kim chi rồi mẹ. Mà canh, canh đó bỏ kim chi. Ừ. Với bỏ thịt. Chi đó nông quá à. Ừ. Đợi con thích. Nóng quá. Cái món này nè, mẹ không biết nấu đâu. Mẹ học theo cái chị ở Trung Quốc. Cái chị Trung Quốc là nấu á. Cái gì mẹ thấy ngon á. Xong rồi mẹ bắt chước mẹ nấu đó. Coi giống nhau nó hả mẹ? Ừ. Mà làm giống nhau được không? Ở nhà có hát không? Nè, thành ra hồi nãy mẹ chạy ra đường mẹ hái cái rau này nè. Ra bạc hà nè. Hồi nãy mày đi ra đường đó nhớ không? Ừ. Đi xuống đường hái coi nè. Con lại chơi.
10 phút rồi đó. Đó, 10 phút, 15 phút được luôn. Bị nó mê cái kênh đó, kênh mà nó ăn bên Trung Quốc. Nó mê lắm, nó coi là nó biết. Mặc Trung Quốc là có người không tốt với có người tốt à. Ừ đúng rồi. Ở đâu cũng được. Ở đâu vậy luôn. Ừ. Bây giờ cái thời hiện đại rồi biết hết. Nhưng mà ở Hàn Quốc nghe tệ nạn xã hội thì nó không nhiều, nó không cao đâu cả nhà. Trộm cắp à. Trộm cướp thì là nói chung là nó hầu như là nó không có luôn á. Còn mà trộm thì có chút xíu thôi, chút xíu thôi. Nhưng mà đặc biệt nha. Mình mua đồ á, mua đồ trên mạng mà nó gửi về nhà đó cả nhà. Thì không bị mất nha. Ở đất liền thì giống như là rất là thỉnh thoảng, giống như là nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi cái số lượng mất. Còn mà ở Chi Chu hình như là không mất. Người ta gửi về đó thì người ta để ở trước cửa thôi, chứ người ta không có đưa tới nhà người tay đâu. Trừ khi mà thẻ, làm thẻ tín dụng cái này kia đó, chẳng ngân hàng người ta phải gặp mà trực tiếp người, hoặc là người làm, hoặc là vợ chồng gì đó thì người ta giao trực tiếp cho người. Còn mà đồ ăn hay là quần áo, giày dép gì đó, người ta để trước cửa xong người ta nhắn tin thôi à. Chứ không có cần mà phải gặp mặt mới đưa. Nhưng mà nó không mất. Có khi món đồ người ta để mấy ngày cả tuần đó. Cô mày lấy, đi ra đi vô người ta nhìn, người ta thấy gì thôi, người ta cũng không quan tâm. Cho nên ở đây nó an toàn. Còn mà móc túi hay này kia là hoàn toàn không có. Mà ba đi làm con không thích. Ừ. Ba đi làm là con không có sao. Mà nhớ ba với ba. Ba 12 giờ qua rồi con không thích. 9 giờ qua là được rồi. Tại ba phải làm kiếm tiền, phải ham làm. Mình nhiều quá hả? Con nói ba là bữa nay chạy xuống đường chơi gì đấy, dưới mà ở lâu vậy hả? Ở cả buổi luôn á, không thấy chờ chăng gì lâu chưa. Nó xuống đường nó chơi cả nhà, tại vì ở chung cư mà em bé lứa tuổi bằng, rồi nhỏ hơn, rồi lớn hơn 1-2 tuổi cũng có, rồi tụ họp lại mà không có chơi trước cửa, mà chơi trước cửa bên kia kìa. Là mở cửa ra là nghe tiếng. Còn bình thường á, có khi nó đi đâu không thấy cái đầu kêu hơi hơi vậy là nó nghe. Nó cũng nghe cái tiếng nó nghe mình kêu là nó biết. Con biết giọng mẹ hả? Con nghe là con biết mẹ kêu con hả? Tại vì mẹ kêu bằng tiếng Việt Nam đúng không? Hả? Mẹ kêu bia ơi, bia ơi. À vậy đó hả, chứ không phải là ở nhà có người Việt Nam khác được sao? À. Rồi có người khác miền Nam sao rồi con nghe tiếng mẹ phải không là người Khanh nói tiếng mà nghe chữ mà con thấy mẹ rồi. Ừ. Vậy là con nghe tiếng của mẹ ha. Dạ. Tại vì mẹ mình kêu bằng bi ơi đó cả nhà. Thì mình hỏi là mẹ kêu tiếng Việt Nam mà nghe thì sao, thì vì nó không phải. Có khi có chung cư mình có người Việt Nam thì sao? Cho nên không có nghe kêu bi ơi, mà kêu là nghe tiếng của mẹ, nghe cái giọng của mẹ. Vậy là con nghe giọng mẹ con dạ đúng không? Ừ. Chứ người Hàn Quốc người ta cũng ít có kêu không có nhỉ. Mà tài nha. Mình kêu bi ơi cái là nó nghe liền á. Là nó dạ liền á. Bi ơi. Dạ. Cái này là ăn là mệt quá hả? Ăn là mệt. Ăn mừng à. Ăn là mệt vậy? Coi mẹ. Cái này ăn. Là cái này là bánh. Cái này là kem. Ở đây là sô-la. Rồi ăn. Rồi có chút xíu là không ăn được à. Kì. Mình nấu món này mình nêm là muối, bột ngọt với là bột nêm. Bột nêm á, ở Hàn Quốc á,
có rất là nhiều dạng bột niêm. Bột ngọt thì giống bột ngọt Việt Nam, nhưng mà bột niêm là bột niêm thịt bò, bột niêm giống như thịt gà, rồi bột niêm cá cơm á cả nhà. Nó nhiệt rất là nhiều bột niêm luôn. Hình như hầu như nhà ai cũng mua nhiều bột niêm các loại, giống như mình nấu bò cái mình niêm bò, nấu thịt heo thì mình niêm thịt heo. Thôi được rồi. Cô chú ơi, cái này cắt cho nha cô chú, tại con mắc cỡ quá. Mắc cỡ vậy, mắc cỡ. Không mẹ mắc cỡ. Mất bàn. Mấy nghe gì đâu? Sực, sực, sực. Sực. Ừ, sực, sực, sực. Nghe được cái tiếng giòn á. Ngon. Ừ. Chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú. Bye bye. Tiếp theo hôm nay chỉ có hỏi cho baby nha. Bye bye. Bye bye cả nhà ơi.